Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 30 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, sau khi cơn bão Doxury tiếp tục di chuyển về phía Bắc, nó tiếp tục mang theo lượng mưa lớn đến khu vực miền Trung và miền Nam của tỉnh Hắc Long Giang. Kể từ sáng ngày thứ Ba, Đài quan sát khí tượng Hắc Long Giang đã liên tiếp đưa ra 15 cảnh báo mưa bão màu đỏ. Ngoài Đài quan sát khí tượng tỉnh, Đài quan sát khí tượng Hắc Long Giang ở các Nhị Tân, Tây Cáp Nhĩ, Mẫu Đơn Giang, Hải Luân, Vũ Xương, Ninh An và các thành phố khác cũng đã phát hiện cảnh báo mưa bão màu đỏ. Theo bản tin của CCTV, Trung tâm Thủy văn và Tài nguyên nước tỉnh Hắc Long Giang cho biết, do ảnh hưởng của lượng mưa, mực nước của trạm Mẫu Đơn Giang, làng Hải Lăng, thị trấn Văn Xuân, huyện Tây An, thành phố Mẫu Đơn Giang, lúc 23 giờ đêm ngày thứ Tư là 229,01m, vượt mực nước báo động khẩn cấp 0,1m, đặt tiêu chuẩn lũ đánh số, mực nước đang có xu hướng lên. Theo các biện pháp thực hiện đánh số lũ trên các sông chính ở tỉnh Hắc Long Giang, trận lũ Mẫu Đơn Giang số 1 năm 2023 đã được hình thành. Theo tin tức mới nhất từ CCTV News, phóng viên trụ sở được biết từ trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của chính quyền nhân dân thành phố Mậu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang rằng, theo dữ liệu từ Cục Khí tượng Thủy văn, đã có một trận mưa lớn khác ở thượng nguồn từ sáng sớm ngày thứ Tư đến ngày thứ Năm. Lượng mưa đạt mức mưa to. Do lượng mưa lớn trong giai đoạn trước và bề mặt bên dưới đã bị bão hòa, lưu vực sông Hải Lăng có thể xuất hiện một trận lũ lớn khác và bờ kè của thành phố Hải Lâm có thể đạt hoặc vượt quá mực nước đảm bảo. Ngoài ra, Cục Khí tượng đã đưa ra cảnh báo màu cam về mưa bão. Cục Thủy văn đã đưa ra cảnh báo màu cam về thiên tai lũ lụt trên sông và nhiều ngôi làng ở thành phố Mậu Đơn Giang đã phải hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Sau khi nghiên cứu và phân tích, có thể xảy ra thảm họa lũ lụt tương đối lớn ở thành phố Mậu Đơn Giang. Sau khi yêu cầu sự chấp thuận của chính quyền thành phố, trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán thành phố đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt của thành phố Mậu Đơn Giang từ cấp 3 lên cấp 2 vào lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 8. Ngoài ra, điều đáng chú ý là trận mưa xối xả ở Hắc Long Giang đã khiến thành phố Vũ Xương bị thiệt hại nặng nề. Theo tin tức Bắc Kinh và các phương tiện truyền thông khác, lũ lụt do mưa lớn đã khiến nhiều ngôi làng và thị trấn ở thành phố Vũ Xương bị ngập lụt. Chính quyền đã tổ chức sơ tán một số người dân trong đêm. Một số nông dân cho biết nhà kính bị lũ cuốn trôi, nhiều diện tích đất hoa màu bị ngập, lúa mới bắt đầu thu hoạch, sản lượng lúa năm nay sẽ bị ảnh hưởng. Theo thông cáo Vũ Xương, vào chiều ngày thứ Tư, Văn phòng Phòng chống lũ lụt và hạn hán trụ sở chính của thành phố Vũ Xương đã đưa ra một thông báo nói rằng do hồ chứa Long Phượng Sơn tăng cường xả nước vào lúc 2 giờ 30 phút đêm ngày thứ Tư, người dân của 25 thôn, làng thuộc 5 thị xã, thị trấn liên quan đến vùng hạ du hồ chứa đang tiến hành di chuyển toàn bộ. Tính đến nay, tổng số hơn 6.000 người đã được chuyển đi, thiệt hại do thiên tai gây ra đang được tính. Tính đến 8 giờ sáng ngày thứ Tư, tổng cộng 108 trạm ở thành phố Vũ Xương có mưa, trong đó 74 trạm có lượng mưa vượt quá 50mm và lượng mưa tối đa là 205mm ở lâm trường Thắng Lợi. Vùng sản xuất lúa Vũ Xương cũng bị lũ cuốn, nông dân đau lòng, kêu than, thế là hết rồi. Theo Southern Metropolis Daily, lượng mưa lớn đã gây thiệt hại cho một số khu vực ở thành phố Vũ Xương, Cáp Nhĩ Tân. Hôm thứ Tư, một số nông dân ở Vũ Xương nói với các phóng viên rằng hiện đang là thời kỳ lúa làm đồng và trổ bông. Một số ruộng lúa bị ngập úng sẽ ảnh hưởng xấu đến cây lúa. Nhân viên của Cục Nông nghiệp và Nông thôn Vũ Xương cho biết hầu hết các cán bộ hiện đang làm công tác cứu trợ thiên tai ở nông thôn tạm thời không thể nắm bắt được tình hình chung của các loại cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Còn người nông dân đau lòng nói, thôi rồi, hết thật rồi. Được biết, thành phố Vũ Xương là một cơ sở sản xuất ngũ cốc, một loại hàng hóa quan trọng của cả nước, là một trong 10 quận tiên tiến về sản xuất ngũ cốc của cả nước và là một trong 5 quận trồng lúa hàng đầu của cả nước. Diện tích trồng lúa ở Vũ Xương chiếm 1/10 toàn tỉnh Hắc Long Giang. Gạo Vũ Xương nổi tiếng được sản xuất tại đây. Theo Jimun News, là khu vực sản xuất chính của hương thơm gạo Vũ Xương. Người dân địa phương ở thị trấn Long Phượng Sơn nói với các phóng viên rằng nhiều cánh đồng lúa đã bị ngập lụt do mưa lớn liên tục. Nếu mưa tiếp tục, ruộng lúa bị ngập úng sẽ thất bát. Người dân địa phương nói với phóng viên rằng nhiều cánh đồng lúa đã bị ngập do mưa lớn. Trương Văn Song, một người dân ở làng Thiên Đường nói địa phương đã trồng 100 hectare lúa giống vụ xương đạo hoa tường.
tính đến sáng ngày thứ tư, khoảng 45 hectare đã bị nhấn chìm, chỉ mới ló đầu ra một chút. Trương Văn Song cho biết nếu cây lúa nhỏ hơn hoặc lớn hơn và đang ở giai đoạn làm đồng thì ngập úng sẽ không phải là vấn đề lớn và sẽ không ảnh hưởng đến thu hoạch. Nhưng lúc này ngập rồi, lát nữa không mưa nữa thì sao? Tuy nhiên, theo dự báo thời tiết 2 ngày tới sẽ có mưa, nếu cứ tiếp tục ngập như thế này thì hỏng hết. Trương Văn Song cho biết 100 hectare đất có thể sản xuất khoảng 60.000 cân gạo mỗi năm. Bình thường, tổng thu nhập hàng năm có thể là 200.000 nhân dân tệ. Nếu một nửa số lúa chết, năm nay anh khó có thể giữ tiền vốn. Cục Khí tượng tỉnh Hắc Long Giang cũng đã ban hành cảnh báo đỏ về rủi ro thiên tai địa chất. Ngoài ra, các thảm họa địa chất cũng rất đáng chú ý. Theo CNR.com, Sở Tài nguyên tỉnh Hắc Long Giang và Cục Khí tượng tỉnh Hắc Long Giang đã cùng đưa ra cảnh báo màu đỏ, cam và vàng về rủi ro khí tượng thảm họa địa chất. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, dự kiến từ lúc 10 giờ sáng ngày 29 tháng 8 đến 20 giờ ngày 30 tháng 8, rủi ro khí tượng về thảm họa địa chất ở A Thành, Vũ Xương, Tân Tiên, Diên Thọ, Thượng Hải và Mậu Đơn Giang là rất cao, đã ban hành cảnh báo đỏ. Khả Sơn, Khả Đông, Long Giang, Nội Giang, Tấn Khách, Ngũ Đại, Liên Trì, Bắc An, Đường Vương, Phong Lâm, Hữu Hào, Ngô Thôi, Nhất Mỹ, Thiết Lý, Hải Luân, Tùy Lĩnh, Thanh An có rủi ro khí tượng cao về thảm họa địa chất đã ban hành cảnh báo màu cam. Thành phố Tuy Hóa, khu đô thị Cáp Nhị Tân, Ba Yển, Thông Hà, Phương Chính, Đường Nguyên, Kỳ Tiên, Song Nhã Sơn, Bảo Thanh và Mi Sơn đã ban hành cảnh báo màu vàng. Hãy chú ý đề phòng các thảm họa địa chất như sụp đổ, sạt lở đất, lở núi và các thảm họa địa chất khác do mưa lớn gây ra, đồng thời làm tốt công tác giám sát và cảnh báo sớm và di chuyển người dân để tránh rủi ro. Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang lại một lần nữa nhận cảnh báo đỏ về mưa lớn, lũ lụt hoành hành. Nhà cửa bị cuốn trôi, người dân buộc phải lội nước để tránh nguy hiểm. Những cảnh tượng như vậy thật đau lòng. Và là lời nhắc nhở rằng chúng ta vẫn cần phải làm nhiều như thế khi đối mặt với thiên tai. Hôm qua, CCTV đưa tin về tình hình lũ lụt ở Mậu Đơn Giang, mực nước của trạm thứ 2 Mậu Đơn Giang tọa lạc tại làng Hải Lãng, thị trấn Văn Xuân, quận Tây An, thành phố Mậu Đơn Giang đã lên tới 229,01m, cao hơn mực nước cảnh báo 0,1m và mực nước vẫn tiếp tục tăng. Các chuyên gia cho rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy trận lũ Mậu Đơn Giang số 1 năm 2023 đã hình thành. Trước thực trạng đó, các khu vực ven sông cần khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng chống để bảo vệ tính mạng và tài sản của cư dân. Sức mạnh của lũ lụt là không thể coi thường. Một khi có lũ lụt sẽ mang đến sức tàn phá rất lớn. Vì vậy, trước khi lũ về, chính quyền các cấp, cơ quan cứu hộ cứu nạn cần tăng cường công tác quan trắc, cảnh báo sớm, thông báo kịp thời cho người dân ven sông chuẩn bị ứng phó. Đồng thời, bản thân cư dân phải có biện pháp phòng tránh để tránh những nguy hiểm có thể xảy ra. Lội ra ngoài là hành vi rất nguy hiểm. Một khi bị lũ cuốn đi thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Khi lũ về, người dân cố gắng tránh nơi trú an toàn, tránh ra sông ngòi, vùng có nguy cơ ngập úng để tránh những rủi ro không đáng có. Thiên tai lũ lụt không chỉ gây thương vong cho con người mà còn gây ra những thiệt hại to lớn về đất đai canh tác, nhà cửa, cơ sở hạ tầng. Do đó, công tác cứu hộ và tái thiết sau thảm họa cũng rất quan trọng. Chính phủ và các tầng lớp xã hội cần hành động nhanh chóng để hỗ trợ và cứu trợ kịp thời cho những vùng bị thiên tai và giúp nhân dân bị ảnh hưởng sớm khôi phục sản xuất và cuộc sống. Việc lũ lụt xảy ra thường xuyên cũng khiến chúng ta suy ngẫm sâu sắc rằng cần phải xem xét lại mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, biến đổi khí hậu và thiệt hại với môi trường đang làm gia tăng tần suất và cường độ của thiên tai. Chúng ta hãy trân trọng và bảo vệ môi trường của chúng ta nhiều hơn, đồng thời có những biện pháp tích cực hơn để làm chậm lại xu hướng biến đổi khí hậu và hủy hoại môi trường. Thưa quý vị, số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở thành phố Trác Châu là 133.913 và 146 ngôi làng bị ảnh hưởng, có diện tích 225,38 km². Chỉ trong vài ngày, không biết có bao nhiêu người bị mắc kẹt trong lũ. Đội cứu hộ ở nhiều nơi đang tăng cường nỗ lực giải cứu họ. Trác Châu, Hà Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai và nó đã được liệt kê trong danh sách tìm kiếm nóng 6 lần liên tiếp. Nhiều công ty nổi tiếng như Houston Aircare, Xiaomi Tencent và Michelle Bing Chang đã quyên góp tiền để giải quyết vấn đề. Không ai nghĩ rằng một cơn mưa lớn lại đẩy thành phố vào tình thế khó khăn như vậy và mọi người đều tự nhiên cầu chúc cho họ tốt lành, mong rằng những người bị mắc kẹt có thể thoát khỏi khó khăn càng sớm càng tốt. Trên đỉnh Hot Shot, Trác Châu, Hà Bắc đang từng ngày từng phút đẩy mạnh công tác di chuyển những người bị mắc kẹt. Nhìn từ xa, cả thành phố giống như một đại dương với độ sâu nước lên tới 6m. Lực lượng cứu hộ đi ngang qua biển báo và đã phải cúi đầu của họ xuống. Các khu dân cư bị ngập, phương tiện bị cuốn trôi. Nhiều vấn đề như sụt lún sông liên tục cần được giải quyết. Nhiều nhà xưởng, tiệm sửa xe bị ngập, tài sản của người dân bị hư hỏng nặng.
Đối với Trắc Châu, Hà Bắc, mọi người cùng góp sức trong vòng 3 ngày mà trời mưa bằng cả năm. Đây là thiên tai, tai họa khó tránh khỏi. Hãy để dư luận thấy được sự nổi giận của thiên nhiên. Nhiều khu vực bình luận đang chuyển tiếp thông tin cứu hộ. Người dân gặp khó khăn liên hệ với đội cứu hộ thông qua Internet và tiến hành cứu hộ khẩn cấp. Thiên tai bất ngờ khiến nhiều người không thể nhận ra nhà cửa. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho người dân. Trước thiên tai, ai có sức góp sức, ai có thể nhận ra hiện trường giúp thì giúp. Quan sát giúp đỡ nhau là lý tưởng chung ẩn sâu trong lòng. Anh hùng ngược dòng xuất hiện tại thời điểm này. Chúng ta không cần phải hát về sự đau khổ, sự dũng cảm và sáng chói của họ sẽ soi sáng thời khắc đen tối nhất của những người bị mắc kẹt. Một số người đã đến Trắc Châu, Hà Bắc ngày đêm từ hơn 2.000 dặm và chiến dịch giải cứu mưa bão đã được thực hiện vô cùng cảm động. Tuy nhiên lúc này vẫn sẽ có những lời lẽ công kích những người bị mắc kẹt. Trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, những người như vậy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và thẳng tay trừng trị. Đây không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là vấn đề pháp lý. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!